Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Kỷ Sửu, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý và hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Mão Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành niên mệnh tích lịch hỏa ngày Kỷ Sửu tức can chi tương đồng thuộc thổ và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm tích lịch hỏa kỷ tuổi quý mùi ất mùi ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành kim cục xung với mùi hình Tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Về các tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Đinh Mùi, Ất Mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Mạn Đức Tinh tốt mọi việc, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Các sao xấu trong ngày cũng có như là sao Đại Hao, Tử Khí, Quan Phú xấu mọi việc, sao Câu Trận, Kỵ An Táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Chính Nam. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuổi Tý ngày thứ ba này cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Tý Sửu nhị hợp, cho nên với bạn tuổi Tý sẽ có được cái mối nhân duyên mình mong muốn trong ngày hôm nay nhé. Bạn tuổi Tý, bạn đã lỡ dở bao lâu nay rồi, chẳng muốn phải chờ đợi lâu hơn nữa và chỉ cần người ấy gật đầu là về chung một nhà nữa thôi đó bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn nhập mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý trở nên quyết đoán hơn hẳn so với những cái lựa chọn của mình. Và bạn tuổi Tý, bạn biết đâu là cái lý tưởng theo đuổi của mình và cố gắng hết sức để đạt được cái mục tiêu đã định ra từ trước nữa rồi đó. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý á, công việc của bạn sẽ có phần bận rộn hơn hẳn, nhưng bạn mệnh sẽ làm chủ được cái thời gian của mình và nhanh chóng xử lý được những cái vấn đề đang còn tồn đọng và được cấp trên tín nhiệm bạn nữa rồi đó bạn tuổi Tý nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, công việc tín chỉ tốt. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, biết tận dụng thời cơ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, nên học cách lắng nghe. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, nhân duyên không chờ đợi. Đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020.
Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu có thể sẽ có nhiều cái may mắn về tài lộc khi mà với bạn tuổi Sửu đang có được thiên tài ghé thăm bạn nhé. Bạn tuổi Sửu, bản mệnh có người giới thiệu cho cái việc làm thêm, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà, chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa nữa, đâu đó bạn tuổi Sửu nhé. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này nếu như bạn làm ăn kinh doanh buôn bán thì hôm nay bạn sẽ nắm bắt lấy từng cái cơ hội dù là nhỏ nhất, đừng có chờ đợi cái cơ hội làm ăn mới rồi lại hụt tay nhé. Bạn sẽ nhận được cái thành quả rất đáng ngạc nhiên trong ngày được. Nhưng trong cái ngày 13 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này làm cho cái phương diện sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm. Bạn mệnh tuổi Sửu dễ bị đau bụng, đau dạ dày hoặc là gặp vấn đề về đường tiêu hóa khi mà phải mải mê kiếm tiền, không sinh hoạt điều độ đó bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, sức khỏe suy giảm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, sinh hoạt thiếu điều độ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, cần hiểu biết mình muốn gì. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này bạn đang gặp kiếp tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Dần bạn rất dễ ham muốn mua sắm cho mình kẻo lại đi quá đà chi tiêu vô tội vạ, khiến cho bạn tuổi Dần cái khoản tiền tiết kiệm bị thâm hụt đáng kể đó bạn tuổi Dần nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn mệnh cần phải lên cái kế hoạch về tài chính cụ thể cho mình để tránh cái tình trạng này tiếp tục phát sinh. Bạn mệnh biết được cái điểm yếu của mình nằm ở đâu thì cần phải nghiêm túc sửa chữa ngay bạn tuổi Dần nhé. Và bạn tuổi Dần trong ngày này cũng dễ nảy sinh những cái mâu thuẫn với người ấy. Ngày này với bạn đang gặp ngày có mộc thổ bất dung, cho nên đôi bên đều có cái chính kiến riêng của mình, không ai chịu nhường nhịn ai, cũng chẳng ai chấp nhận đối phương phải theo ý của mình đâu đó bạn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, mâu thuẫn gia đình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, tiền bạc thất thoát. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, mua sắm hoang phí. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, thu không đủ bù chi đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này bạn sẽ cần phải đưa ra những cái quyết định riêng của mình. Ngày này bạn đang gặp tỷ kiên chiếu mệnh, cái điều này là cái động lực để cho bạn tuổi Mão đi đến tận cùng con đường thành công, không bao giờ dành cho những người muốn dễ dàng cả bạn nhé. Nhưng trong cái ngày 13 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Mão vẫn chưa được như ý muốn. Bạn mệnh mong muốn đối phương phải thông cảm và thấu hiểu cho mình những cái khó khăn, nhưng lại không muốn mở lòng chia sẻ đâu đó bạn tuổi Mão nhé.
Ai cũng có những cái mối bận tâm riêng của mình, dù là thân thiết đến đâu thì cũng chẳng thể nào có năng lực thần giao cách cảm. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ thì đối phương mới có thể hiểu được cái suy nghĩ của bạn, cái mong muốn của bạn. Đó, bạn thử mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, nhân duyên chưa tới. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, công việc ổn định. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, nhiều chuyện cần phải quyết định. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, đừng tự cho mình là đúng đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang biết mình làm quá mọi chuyện lên nhưng chưa biết phải xuống nước như thế nào. Ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tương phá như là cái rào cản không cho bạn sửa sai, đó bạn tuổi Thìn nhé. Tuy nhiên, xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn nhắc nhở bạn, nếu bạn không nhanh chóng giải quyết cái vấn đề thì thời cơ vụt mất và bạn sẽ đánh mất thứ quan trọng hơn cả chút sĩ diện hão hiền huyền của mình, đối bạn tuổi Thìn nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này đảm bảo cho bạn tuổi Thìn có được cái nguồn thu nhập ổn định từ cái công việc chính của mình. Dù chỉ là một việc thôi, nhưng với bạn tuổi Thìn không phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện cơm áo hàng ngày đâu đó bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, chớ nên bỏ lỡ cơ hội. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, công việc ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, có nguồn thu vững vàng. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu, cho nên với bạn tuổi Tỵ bạn hoàn toàn có thể có được hạnh phúc chỉ thuộc về riêng bản thân mình và bản mệnh biết mình đang vô cùng may mắn luôn. Có những thứ nếu đã mất đi thì chẳng bao giờ có thể tìm lại được. Nhưng may sao với bạn tuổi Tỵ, bạn đi đường vòng quanh lại vẫn tìm thấy được cái thứ trân quý nhất của đời mình, đó chính là tình yêu của người ấy dành cho bạn, đó bạn tuổi Tỵ nhé. Nhưng trong cái ngày 13 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải tập trung vào cái công việc của mình nhé. Với bạn tuổi Tỵ, yêu vào thì quên hết mọi chuyện và chẳng nhớ mình cần phải làm việc gì trước, việc gì sau, đó bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, công việc bất ổn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, nhầm lẫn lung tung. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, có được may mắn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, nên biết lắng nghe đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu,
tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp ngày có cục diện tương hại. Cái điều này có thể làm cho bạn tuổi Ngọ đi đến những cái quyết định sai lầm. Và bạn tuổi Ngọ, bạn cứ ngỡ rằng mình chỉ đơn giản là cảm mến đối phương, nhưng thực ra bạn đã trao trọn trái tim cho người ấy rồi đó. Khi phải đi xa khỏi người mình yêu, với bạn tuổi Ngọ, bạn sẽ cảm nhận được cái sự nhung nhớ khôn nguôi. Bạn mà không nhanh chóng thay đổi cái quyết định thì có thể đây sẽ là cái điều bạn hối tiếc cả cuộc đời đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ đang có được cái nguồn lộc to lớn, và bạn tuổi Ngọ, bạn sẽ nhận được nhiều cái sự chú ý nhờ cái việc làm ăn phát đạt. Hôm nay với bạn tuổi Ngọ có được một ngày buôn may bán đắt, lợi nhuận thu về tăng lên rất chi là đáng kể so với bình thường đối với bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, cái việc xuất hành đi xa cũng rất thuận lợi, và bạn đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam để tăng thêm cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình nhé. Ngày này bạn tuổi Ngọ cầu tài khai trương xuất hành thì cũng gặp người, gặp được công việc thuận lợi, công việc êm xuôi, có tin báo tốt lành, nhiều niềm vui. Và theo khổng minh nhé, hôm nay là ngày thiên đường hoàng đạo cũng rất tốt, xuất hành thì có quý nhân phù trợ, buôn bán thì gặp thời gặp khách, mọi việc cũng đều tốt bạn tuổi Ngọ nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, tiền bạc không phải là nỗi lo. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, nhận ra sai lầm. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, nên chớp lấy thời cơ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, đừng để mình hối hận đó. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên với bạn tuổi Mùi, bạn đang cảm thấy bất mãn khi mọi chuyện đều do đối phương quyết định, và bạn tuổi Mùi bạn thấy mình không có bất kỳ cái tiếng nói nào trong cái mối quan hệ này đối bạn tuổi Mùi nhé. Bình thường bạn tuổi Mùi bản mệnh vốn quên nhường nhịn nên để cho đối phương làm những điều mình thích, nhưng bạn cũng có giới hạn riêng của mình và không muốn cho bản thân của mình bị coi thường đâu đó. Và trong cái ngày 13 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi nhờ có nghề tay trái mà tăng được thêm thu nhập cho mình khá khá rồi được. Với bạn tuổi Mùi, bạn chăm chỉ hay làm việc nên được mọi người yêu quý và giúp đỡ không ít cho bạn đâu đó bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, công việc tín chỉ tốt. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, mâu thuẫn căng thẳng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, cần phải cứng rắn hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ.
Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này dường như mọi chuyện trở nên rất chi là suôn sẻ đến bất ngờ với bạn tuổi Thân nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp được chính quan họ mệnh, cho nên với bạn tuổi Thân chỉ cần làm mọi thứ đúng như theo cái kế hoạch ban đầu bạn đề ra là có kết quả rất chi là tốt luôn đó. Bạn tuổi Thân, bản mệnh cũng sẽ nhận được nhiều lời tỏ tình từ phía người khác phái, chẳng phải là do thổ dưỡng cho kim, nhân duyên được vượng, đào hoa khoe sắc, nên khả năng thu hút người khác phái với bản mệnh tuổi Thân cũng rất chi là tăng cao nhé. Với bạn tuổi Thân, bạn hãy bình tĩnh để lựa chọn người phù hợp với mình, đừng có bị hoa mắt bởi những thứ hào nhoáng, hãy nhìn sâu vào tận tâm hồn của đối phương để biết được cái vị trí của mình nằm ở đâu, đến đâu bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, cân nhắc kỹ càng. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, đừng quá vội vàng. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, cần phải bình tĩnh. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, hạnh phúc đang tới gần. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu, cái vận trình của bạn đang nhận được cái sự giúp đỡ của tam hợp cục, cho nên cái con đường tình duyên với bạn tuổi Dậu suôn sẻ thuận lợi đến bất ngờ nhé. Bạn tuổi Dậu, bản mệnh có được cái cơ may gặp gỡ người tâm đầu ý hợp với mình và dễ nhân duyên hạnh phúc lắm đó. Với các bạn đã có đôi có cặp, những cái mâu thuẫn trước đó đã nhanh chóng được hóa giải, sau giông bão thì tình yêu dường như còn mãnh liệt hơn, có lẽ đã sắp tới lúc mà đôi bên quyết định về chung một nhà nữa rồi bạn tuổi Dậu nhé. Nhưng trong cái ngày 13 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Dậu về những cái nguy cơ thất bại trong công việc khi mà bản mệnh chưa thực sự tập trung hết mình nhé. Và bạn tuổi Dậu rất có thể sẽ bị cấp trên nhắc nhở bởi những cái sai lầm không phải là do mình gây ra đó bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, gặp chuyện không may. Tử vi tuổi Thân Dậu thuộc Mộc, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, cần nắm bắt cơ hội. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất ạ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn đang cảm thấy chán nản và thất vọng vì những cái tổn thương sâu sắc trong cái chuyện tình cảm của mình nhé. Bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp ngày có ngũ hành Tuất Sửu tương hình, cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang có những thứ không mong muốn có thể xảy ra nhưng không có cách nào ngăn cản được. Với bạn tuổi Tuất, đối phương bị kích động nói ra những cái lời tuyệt tình khiến cho bản mệnh cũng không kiềm chế được nổi, đôi bên cùng công kích lẫn nhau, tình cảm lâu trong phút chốc đã bị rạn nứt một cách phũ phàng rồi đối bạn tuổi Tuất nhé. Nhưng cái điểm sáng trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất là bạn đang được có chính tài họ mệnh
Và khi mà bạn gặp thất bại trong cái chuyện tình cảm thì vẫn còn cái con đường tài lộc của bạn được rực sáng, là nơi để bấu víu vào đó bạn tìm thấy được cái niềm vui trong những cái công việc mình làm để kiếm tiền nữa rồi đó bạn tuổi Tuất nhá. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, mâu thuẫn bất đồng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, cần kiềm chế hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, hãy tập trung làm việc. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn sẽ có được hạnh phúc ngập tràn khi mà bản mệnh nhận được cái sự quan tâm chăm sóc tận tình với yêu thương đong đầy trong mắt của người ấy nhé. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Hợi, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày Hợi Sửu tương hồi. Cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Hợi biết mình đang có được cái điều quý báu trong tầm tay, không phải lúc nào cũng có thể nắm bắt giữ được hạnh phúc lớn đến như vậy. Và bạn tuổi Hợi, bạn cần phải hết sức trân trọng giữ gìn như con ngươi của mắt mình nhé. Và trong cái ngày 13 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn ở bên, cho nên cái con đường công danh tài lộc của bạn mệnh tuổi Hợi trong ngày hôm nay đang trên đà thăng tiến rất tốt. Và bạn tuổi Hợi, bạn tập trung hết sức cho cái công việc của mình, cả cái thời gian rảnh nếu cần cũng dùng hết để làm việc mà chẳng hề tính toán gì nữa. Đoạn trong ngày này đối với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn xuất hành đi xa cũng rất thuận lợi, hay là cái việc ký kết hợp đồng hay là làm những cái công việc trọng đại cũng được tốt bạn tuổi Hợi nhé. Ngày này Thiêu Khổng Minh là ngày thiên đường hoàng đạo rất tốt, xuất hành thì có quý nhân phù trợ, buôn bán thì gặp thời gặp khách đắt hàng, mọi việc rất tốt. Được. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, tình cảm dần phát triển. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, chăm chỉ làm việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, cống hiến hết mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, trân trọng hạnh phúc. Đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và gặp lại.